Rồi, 2 thùng, 380. Cô lấy ăn thêm thùng mì mặn nữa đi, hải sản. Thùng mặn nữa hả? Trai sao có chính kiến gì hết trơn. Mấy thùng mình nói gì? Rồi thùng mặn đấy phải không? Dạ. Nè, 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 cái mặt này, trời đất ơi, ăn mặc lịch sự, mày đi ăn cắp, mày đi ăn cắp, trời rõ này chứ. Trời đất ơi, cái thằng, trời ơi, thiệt, ai mà ngờ nó ăn cắp, trời ơi, mặc đồ lịch sự, mang dài rồi hén, mua mì chay tôi tưởng cái tâm nó tốt, ai dè, quỷ yêu gì đâu không. Trời ơi, thanh niên bây giờ không có thể nào mà tin tưởng được. Đó, cô Năm thấy chưa, bây giờ xã hội phức tạp lắm, nó dàn cảnh cướp bóc mấy hồi. Mà cái tiệm cô Năm á, con thấy không ai canh như vậy nguy hiểm lắm. Không ấy, cô Năm cho con thuê cái mặt bằng kế bên đi. Xong rồi cái con vừa buôn bán, con vừa canh chừng dừng cho cô Năm cái tiệm. Con hứa là con không lấy lương bảo vệ đâu. Cô biết không, người ta còn mệnh danh cho con á là camera chạy bằng cơm nữa. Con soi kỹ lắm, không có ai mà vô đây lừa đảo cướp bóc được cái gì của cô, dù chỉ là một viên kẹo. Với lại cái tánh con cũng ít nói, điềm đạm, cho nên sớm này chuyện gì con cũng biết á. Cô cho con mướn là coi như cô nắm được cái cổng thông tin của đây rồi đó. Ít nói, điềm đạm quá. Dạ. Mà cô thấy con thì cũng tốt, nhiệt tình, lẹ làng, sạch sẽ ha. Cái gì cũng biết hết trơn á. Để cô suy nghĩ lại. Cô nói thiệt hả cô? Con nghe điện thoại á. Alo, con nghe nè cô. Sao cô? Con bối nó bị gì? Bối nó không có sao hết. Mà tại vì giờ sắp tới là tôi có cái tiệc, cho nên là không có coi bố tiếp được. Ờ, dạ vậy thôi, giờ cô giao bố cho con luôn đi, con giữ nó được, cô cứ đi nha. Rồi, vậy thôi, mình đi nha. Dạ. Chào bà Lan. Ừ, chào cô. Con đi chơi vui vẻ nha cô. Rồi, chào con. Có ăn gì chưa? Chút nữa mẹ dẫn đi ăn nha. Mẹ, nhưng mà con khó bận rồi, mẹ để con ở nhà đây con tự lo được mà. Đâu thôi có... đi, con ở nhà một mình sao mẹ an tâm được. Mẹ phải đi làm kiếm tiền thì con phải ngoan nghe chưa. Nha. Con ở nhà con ngoan mà, đâu phải con quậy đâu. Thôi, nghe mẹ nha, ở với bà Lành cũng vui vậy, có gì đâu. Nha. Dạ. Ủa? À, chú Phi. Bôi. Chị chờ chú. Con hết bệnh chưa? Dạ hết rồi. Nghe lời chú, ăn nhiều cho lợi sức nghe chưa. Dạ. Phi, đi làm sao vô nhà? Còn ở đây? Ủa con bé này là con của ai? Ờ, dạ, đây là Bối Bối, con gái của con đó cô. Chào bà đi con. Dạ con chào bà. Ừ. Con chúc bà luôn mạnh khỏe, trẻ đẹp như bây giờ. Trời ơi, sao con nói cái điều mà ai cũng công nhận hết trơn mà bà thích. Ờ, nhỏ trời ơi, miệng dẻo dẻo như mẹ nó vậy đó. Ờ, cô Năm ơi. Cái chuyện lúc nãy con nói với cô Năm á, là cái vụ con thuê mặt bằng á, cô Năm cứ suy nghĩ nha. Có gì á, cô Năm cứ cho con thuê đi. Con hứa là con sẽ vệ sinh sạch sẽ, đóng tiền đúng tháng. Không để cô Năm phải phiền lòng đâu. Giờ con phải đưa con về rồi. Nha cô Năm. Bà ơi, mẹ con cực khổ lắm. Mẹ con phải làm nhiều công việc lắm để lo cho con ăn học. Con thấy bà giống như một bà tiên vậy á, nên là bà cho mẹ con thuê mặt bằng được không bà? Ừ, bà biết rồi, để bà suy nghĩ lại ha. Dạ. Tội nghiệp quá à. Nếu mà ông cho thuê là trở thành bộ phù thủy hắc ám đúng không? Phi, đừng nói vậy. Trong mắt bé Bối, mẹ là bà tiên, con hiểu không? Vậy không còn gì nữa, mẹ con xin phép về. Ừ. Ê, khoan đã, đợi tôi xíu nha, đợi xíu. Cái gì? Vụ thuê nhà là sao mẹ? Nhỏ này nó qua mấy ngày nay nó qua năn nỉ mẹ là cho nó để trước cái xe bán đậu nành, bán sữa đậu nành đây nè. Mẹ nói mày để mày suy nghĩ nè, bộ gia đình khó khăn lắm ba con, chồng ở đâu rồi mà để cho vợ con nhỏ gì mà phải tảo tần vậy. Mẹ đơn thân, chồng cổ dưỡng mất, một mình phải làm đủ thứ chuyện để kiếm tiền nuôi bé Bối nè. Thôi được, để mẹ suy nghĩ lại. Thôi, suy nghĩ gì nữa. Theo con thấy mẹ mà cho cổ thuê bán sữa đồ nành ở trước nhà mình thì sẽ có khách tới mua sữa đồ nành. Lúc đó người ta sẽ thấy được là mình có cái tiệm tạp hóa, người ta sẽ vô mua. Như vậy là mẹ vừa có khách mua hàng mà vừa có thêm người nói chuyện đỡ buồn nữa. Vậy hả? Rồi để mẹ. Nè, sau khi hai mẹ con hỏi ý nhỏ thì cô quyết định là cô sẽ cho con mướn mặt bằng. Thầy hả cô? Cảm ơn bà Tiên. Bà tắt của bà tôi làm xong rồi nè. Ha, quần áo tôi phơi xong rồi nè. Nhà cửa tôi lau sạch
hết rồi nè. Bây giờ chỉ còn có một điều là bà sửa soạn cho thật đẹp. Tối nay đi coi kịch với tôi ha. Tôi nói tôi đi coi kịch hồi nào? Sao mà ông nói nhây, tôi nhức đầu quá đi. Thì hồi sáng bà nói tôi làm xong hết công chuyện nhà thì bà đi coi kịch với tôi. Tôi không có hứa, đó là tự ông suy diễn. Đúng là bà không có thương tôi. Tôi làm muốn đá thở từ sáng tới giờ để đi coi kịch với bà. Bà không có xót thương chút nào. Còn cô đó chỉ nói có mấy câu cho thuê mặt bằng liền. Bây giờ ông phân tích đi ha. Tôi cho cổ mướn mặt bằng á thì mỗi tháng cô phải trả tiền cho tôi, tôi có lợi rồi đó. Còn trong khi tôi đi coi hát với ông, ông phải bỏ tiền ra, có phải là mất tiền không? Thành thử tôi chọn là tôi cho cổ mướn mặt bằng. Vậy là giấc mơ của tôi rồi, vậy là xong. Ba, như con nít vậy, giận hờn rồi mệt ghê. Cô Năm ơi, ừ? Con nói cái này á, nếu mà có gì không phải cô bỏ qua cho con nha. Chuyện gì? Con thấy á nha, trong cuộc sống này á, nhiều khi mình ra tiền chút đỉnh mà đổi lại được niềm vui, hạnh phúc của người thân trong gia đình á thì cũng đáng lắm. Chứ thời buổi bây giờ con thấy nhiều người á có trong tay hàng trăm tỷ mà chưa chắc là họ cười mỗi ngày, chưa chắc á là họ không có đổ dở. Cô Năm thấy vậy đúng không? Hồi mới thương ba, mẹ con dùng những lời ngọt ngào để cho ba say đắm. Rồi bây giờ chắc hết thương ba rồi, cái gì cũng rầy, cái gì cũng chửi ba. Khóc. Đang dỗ ba mắt thì khóc. Thì đồng cảm với ba. Thôi, phải cố gắng lên. Thôi mà ba, mẹ ông đi coi kịch lần này. Mẹ đi lần sau. Trời ơi, thôi mà, tự nhiên giờ chị phải dỗ ba chứ ai mà chơi kỳ vậy. Thì ba muốn đi coi kịch với mẹ là cũng chỉ chụp hình để khè chú Nam, phải không ba? Lúc đầu á, ba cũng nghĩ như vậy đó. Nhưng mà thấy mẹ con tu nghiệp quanh năm suốt tháng chăm sóc gia đình, kiếm tiền để nuôi cho mấy con ăn học, nên ba thương, ba đã thương rồi, bây giờ càng thương, nên ba muốn rủ mẹ đi coi kịch để cho mẹ thư giãn chút. Vậy mà thì mẹ không đi thì thôi, chứ ba làm gì mà đàn ông đàn em mà khóc. Trời ơi, mất nét quá đi á. Mẹ vô kìa. Gì vậy? Gì mà khóc lóc ỉ ôi vậy? Giận dỗi nữa. Trời ơi, y như con nít vậy đó. Tôi vô tới nơi rồi đây nè, bức xúc gì nói đi. Cái tim nè, đàn trai đang bị tổn thương đó. Nè, vậy thái độ. Thái độ. Thái độ làm gì? Thì muốn đi coi kịch phải thay đồ đẹp mới đi coi kịch chứ. Muốn đi coi kịch phải thay đồ đẹp mới đi coi kịch. Xin lỗi em nha, anh họp đối tác cả ngày, không có thời gian check tin nhắn. Giờ anh còn ở công ty làm chút chuyện, không đi coi phim được rồi. Ba. Ba.
Ủa anh hai, ủa công ty anh hai là anh Hoàng nhiều việc lắm hả? Công chuyện tụi anh không liên quan tới em, hỏi chi? Ủa ba? Ủa ba? Ba ủa sao ba về sớm vậy? Mẹ đâu? Mẹ, ủa sao về sớm vậy? Hết vé rồi đi về, có coi được đâu. Mời người ta đi coi mà sao không mua vé trước? Tôi đâu có biết. Tôi tưởng như hồi đó mua vé mà vô coi liền, ai ngờ đã vừa để không có dám ăn vì sợ cái bụng nó bự, mặc đồ xấu, vừa đói bụng vừa không coi được kịch nữa, vừa lòng không chưa? Trời ơi, con quên nhắc ba phải mua vé trước. Trời ơi, trời ơi, công cốc rồi. Còn có cách khác. Làm gì? Thì nhớ hồi xưa. Trời, có con có cái đi mà nhớ gì? Nhớ là cái vô rạp hát đó hả? Ừ. Xin hân hoan chào đón tất cả quý vị đang đến với sân khấu biểu diễn nghệ thuật Nam Châu. Xin mời đồ ăn thức uống lên đi ạ. Ê, nếu vậy là coi ở nhà vậy thôi, để mẹ vô mày thay đồ. Ủa mẹ thay đồ mẹ, bộ mẹ. Nhà cho thoải mái. Mẹ sao? Mẹ cứ tưởng tượng là mẹ với ba đang đi coi phim đi. Vậy hả? Dạ. Ủa rồi ở đâu mà chuẩn bị vậy nè? Ở tiệm mình á. Trời đất ơi, sao gan vậy, dép ba bệnh lấy đồ rồi. Cho sang bữa đi bà. Kính thưa quý vị, sân khấu chúng tôi sẽ bắt đầu mở màn trong ít phút nữa. Xin mời quý vị hãy tắt điện thoại và nói chuyện nhỏ tiếng để tránh làm phiền đến những vị khán giả xung quanh. Và để mở đầu cho chương trình biểu diễn nghệ thuật chúng tôi ngày hôm nay, xin mời quý vị hãy cùng thưởng thức một bài Tân Cổ Giao Duyên Ngày Hạnh Phúc. Và ngay bây giờ, xin mời quý vị hãy cùng hướng mắt về sân khấu để chương trình biểu diễn nghệ thuật của chúng tôi xin được phép bắt đầu. Rồi. Gì cục con cái nó dồn kìa. Lâu lâu rồi gia đình mình có mới có một buổi vui như thế này. Bây giờ mình chụp hình mình đưa lên thay đi. Được ba. Đi qua đây cho mình được không? Đi qua đây. Đây mình thương. Chưa. Dương. Dạ. Lo đi học đi. Suốt ngày nhảy nhót lông bông. Em định làm phiền lòng ba mẹ đến bao giờ? Ủa thì em đang đi học mà. Đi học ăn mặc gì kỳ vậy? Ủa chưa đó anh hai đi học á, anh hai có mặc quần tay áo sơ mi không? Có. Đó hay chưa thì em cũng vậy. Nhưng mà ngày hôm nay em đi học phụ đạo với Thiên An. Cho nên là em phải double sự lịch sự lên. Để làm chi? Để Thiên An ấn tượng. Để Thiên An sexy tình em. Hiểu không? Anh hai nói cho biết nghe chưa? Ừ. Với ai thì anh hai không biết. Nhưng với bé Thiên An, anh hai nghĩ cái gu đàn ông của Thiên An là một người đàn ông siêng năng, thông minh. Còn
Còn rớt đại học hai lần như em ha, bích cửa. Ủa anh hai, em hơi bị quế tèo rồi nha. Không biết hai anh em mình có phải anh em ruột không nha. Người ta nói là anh em như thể tay chân mà anh cứ cầm dao đâm vô tim em hoài à. Thôi em đi học á, gặp anh em bị tụt mút quá. Không được không được, phải tụt, phải kéo mút lên. Hey, lên, lên. Cái thằng này. Nè, lo mà học hành cho đàng hoàng đó. Buôn mai bán đất nha. Cảm ơn anh. Lấy từ chai sữa. Ê, anh tính làm gì vậy? Mở hàng cho cô. Thôi, cái này gọi là bán gì tặng đó, tôi tặng anh đó. Thôi, ngày đầu tiên cứ để tôi mở hàng. Thôi mà, cái này coi như là tôi cảm ơn anh đi. Tại vì nhờ anh nói giúp với cô năm tiếng, cho nên tôi mới được bán ở đây. Buôn bán làm ăn khó khăn, phải biết chắc chiêu tiền bạc chứ. Thôi mà năn nỉ đó, tôi không cầm đâu. Lì quá vậy, cầm đi. Anh mới là lì á, tôi cầm này thì khác gì anh mở hàng cho tôi. Mở hàng thì sao chứ? Thì kỳ, cái mặt anh lúc nào cũng quạo quọ như vậy. Anh mở hàng là chết tôi luôn á. Mê tín nữa hả? Bày đặt kén cá chọn canh, hàng gì từ sáng giờ chưa bán được cái gì hết. Tôi nói có sai đâu. Thấy chưa? Cái mặt của anh đó không có thích hợp để đi mở hàng, đúng không? Nhưng tại vì cái cơ mặt của tôi sáng nó vậy á. Ừ, thì cơ mặt vậy mỗi ngày đi làm á, chịu khó ghé đi tôi tặng cho chai sữa, uống cho tôi. Cảm ơn cô. Thôi tôi đi nha. Hello An. Đi tới rồi nè. Trễ 5 phút. Thôi cho Dương xin lỗi đi. Nhưng mà Dương làm bài tập rồi, lại đầy đủ luôn. Kiểm tra đi, tao bắt đầu học nha. Trời đất ơi, ông vẽ cái đồ thị hàm số gì đây? Vẽ, ủa cái kết quả nó ra hình trái tim. Nè, ông dám học được á thì học, còn không thì thôi đi về đi. Tôi không có muốn nhận tiền rồi hả? Vì cái chuyện dạy ông mà stress hoài đâu. Thôi, cái này là tôi vẽ lộn thiệt. Nhưng mà tôi có làm đủ bài mà, hai bài mà. Thôi, mở sách ra đi. Bữa nay á, tôi sẽ chỉ cho ông á mấy cái dạng đồ thị này nè. Nhưng mà mấy cái dạng này dễ lắm, ông ráng làm cho được để lấy điểm nha. Trời ơi, gì chứ ba, này chuyện nhỏ, tôi làm 30 phút là xong. Ai mới nói với tôi là học hành đàng hoàng hả? Tôi xin lỗi An, tại vì tôi làm mấy cái bài này xong cái đầu tôi nó bị nhức á, cho nên là tôi chơi điện thoại chút cho nó xả. Vậy hả? Vậy vô phòng thi người ta có cho Dương bấm điện thoại không? Bây giờ em hỏi thiệt Dương nè, ước mơ của Dương là gì? Dương không biết. Không biết luôn hả? Vậy lớn lên á, Dương muốn làm gì kiếm tiền? Dương cũng không biết luôn. Nhưng mà nếu mà mình không thành tài thì về phụ gia đình bán tạp hóa. Trời đất ơi, Dương nghĩ coi, ba mẹ nuôi mình khôn lớn, xong rồi lại bỏ một cục tiền để mình ôn thi, học hành. Mà Dương nói là Dương về bán tạp hóa hả? Nói chung là An hiểu. Nhưng mà nói thiệt á, là An đang cảm thấy là Dương
không có mục đích nên là không có động lực học tập. Dương thử suy nghĩ lại đi, không lẽ Dương dành cả thanh xuân để hả học rồi ôn rồi thi rớt hoài sao, đúng không? Ai cũng có ước mơ mà. Thử suy nghĩ lại đi ha, cố gắng lên, cố gắng lên. Thì ước mơ của An là gì? Ước mơ của An hả? Ừ. Ước mơ của An là trở thành luật sư. Sơ ghi. Hôm nay là tại vì ba tao bị Tào Tháo ngược á, cho nên là đi đổi ca canh quán hơi trễ. Lúc nào cũng vậy. Dạ đúng gì ạ? Dạ anh cho em ly cà phê sữa. Dạ cảm ơn. Sao kêu tao ra đây có gì không? Tao tính đi Hà Nội một tuần, mày đi với tao không? Đi chi ba? Dạo này ba mẹ tao với Thiên An canh tao kỹ lắm, sắp thi đại học rồi. Lúc nào tao rủ mày đi chơi mày cũng có lý do lý châu ấy. Là tuổi đang còn trẻ mày đi chơi cho sướng bản thân đi, cứ ru ru ở nhà làm gì. Mà tao nói mày nghe, học tài thi vận, lỡ như mày rớt lần thứ ba thì sao? Nghĩ luôn đi. Ê, tao phải nịnh như cái mỏ mày thúi bà cố luôn á. Mày phun nước miếng rồi mày tán ở trong mỏ mày ba cái đi. Nghĩ sao giờ tao thi lần thứ ba mà rớt là tao ra đường luôn á. Quá tam ba bận, tao nói thật mà. Mà bây giờ mày đi học đại học, học xong thì mày cũng kiếm tiền. Bây giờ mày đi làm mày cũng kiếm tiền, đằng nào mày cũng kiếm tiền mà. Với lại nhìn cái bản mặt của mày nó không giống dân trí thức đâu. Dạ mày, ý mày nói mặt tao vô tri hả? Ê, đi với tao ra ngoài Hà Nội đi, tao gặp một ông anh. Ông anh của tao làm đầu bếp chuyên nghiệp nổi tiếng lắm, mới mở một cái nhà hàng to đùng này. Khách đến ăn nượp nượp, xếp hàng cây số, thậm chí phải bốc số mới được ăn á. Tao phải năn nỉ lắm ông ấy cho tao quay review ké đấy. Đã nghe. Xu hướng á mày. Ơi hai ông ấy mày đi ra làm trước đi rồi có gì ngon mày vô mày chỉ tao sao? Cái miếng này là nó ngon, thơm cho nên tao mới rủ mày làm chung, tao mới chia cho mày, đang tạo công ăn việc làm cho mày đó. Ước mơ là gì? Mơ là gì? Hey, ước mơ là gì? Ước mơ là thứ xa xỉ gì? Hết được. Gì trời? Nhưng quýnh em. Học hành không lo, ngồi đây mơ mộng hoài. Mẹ thấy lặn đòn nha. Có suy nghĩ. Ủa mày, chị ba, ước mơ chị ba là gì chị ba? Chị ạ? Chị cứ nói đi. Thiên An nói với em á, là một con người phải có ước mơ, rồi từ ước mơ mình mới có cái mục đích sống, rồi từ cái mục đích sống đó mình mới có động lực để học hành á. Chị ba nói đi, ước mơ chị ba là gì ạ? Ước mơ của chị hả? Ừ. Em muốn đi đâu? Đi đâu cũng được, miễn là đi cùng anh. Không ấy, bây giờ mình đi ra biển ngắm hoàng hôn nha. Trời ơi, đi luôn bây giờ hả? Ừ, đi luôn. Đi. Mình chặt nha. Em chắc chưa? Mình đi nha. Đi. Nghĩ gì mà mặt lên phê phê vậy? Thì chị đang nghĩ về cái ước mơ của mình. Chị nghĩ chắc ước mơ của chị là sẽ chắc trở thành một cái cô gái tri thức á, thành đạt, để có nhiều người ngưỡng mộ. Rồi thôi thôi đi, nhìn cái mặt ở đó với cái chị nói không có dính dáng gì nhau á, nhưng mà em thấy gác vô cái hình ảnh mê trai là hợp lý luôn, chắc chắn là nghĩ về trai luôn. Mê trai gì? Mê trai không? Sao suốt ngày nghĩ chị mày mê trai hoài vậy hả? Thì trước cái mặt chị hiện lên nguyên chữ trai, nó trôi ra ngoài luôn, nhìn là biết liền luôn á.
Ủa anh Hoàng, anh về sớm vậy? Thấy chưa? Có về đâu. Có về đâu. Thử lửa thôi mà đó, kêu không mê trai. Ừ, thành đạt lắm, thành đạt ghê. Ừ, thành đạt được mê trai. Nè. Dạ. Đừng có ghẹo chị nữa nha. Thì tao có gì đâu. Thôi. Thôi không giỡn nữa, không giỡn. Quỷ sứ à. Mê trai mặc dấu nữa chứ, ngại nữa. Cái cách ướp gia vị của con gà này. Mày đi với tao ra ngoài Hà Nội gặp ông anh của tao. Ông anh của tao á là một đầu bếp chuyên nghiệp, nổi tiếng lắm. Mới mở một cái nhà hàng ở ngoài Hà Nội nhá. Khách đến ăn á phải xếp hàng nườm nượp. À, thậm chí phải bốc số mới đến lượt ăn á. Ê. Tính ra là mình cũng biết nấu ăn một chút. Hay là mình sẽ đi học đầu bếp để trở thành một đầu bếp nổi tiếng. Mẹ. Gì? Hay mẹ ra kia mày coi tivi đi để con làm cho. Con làm bếp? Dạ đúng rồi. Ồ, hè kia sáng giờ gió quá ta ơi. Không biết cho ông Bảo từ phương nào kéo tới. Con nói cho mẹ biết một cái tin vui nha, là con đã tìm ra ước mơ của đời mình rồi. Đó chính là con sẽ trở thành một đầu bếp nổi tiếng. Chị hả? Thôi bây giờ con lên trển con học bài giùm cho mẹ. Ha, à, ôn thi đại học giùm cho tôi đi, đừng có chàng ràng để tôi làm. Phải, con nói thiệt, con nói nghiêm túc. Đây là cái đam mê của con. Con muốn trở thành một đầu bếp nổi tiếng. Mẹ cho con làm đi. Thôi được rồi, bây giờ muốn làm đầu bếp không? Dạ đúng rồi. Ước mơ đam mê của con chứ gì? Dạ đúng rồi. Mẹ sẽ đưa con làm. Rồi, tôi đứng đây tôi coi anh làm sao nha. Dạ, đây, mẹ nhìn con chú Tài nè. Trời ơi, cái gì chứ, cái này là năng khiếu. Đó, mày thấy chụp dính chưa nè. Đây nè. Ê! Trời đất ơi. Ủa, củ cà rốt con đâu rồi? Đây nè, củ cà rốt nè. Không phải, củ nãy nó đâu có. Trời ơi, ông ơi ông. Ông là đúng cái loại người háo thắng mà. Chưa đi đã muốn chạy, chưa nói đã muốn cười. Trời đất ơi, con ơi là con. Người ta làm đầu bếp đầu tiên người ta chưa biết thì phải làm từ từ nó mới lên tay nghề. Có đâu mà mày bị nhiễm phim quá vô thảy lên rồi chiêu kìa. Tiêu hết của tôi. Cái này là sơ suất kỹ thuật thôi. Mà con nhớ trong phim nó làm đẹp lắm mà ta. Nó chặt cái là nó đứt liền mà. Nó vớt như kiểu luôn. Cảm ơn em nha. Uống ngon nữa ủng hộ chị nữa nha. Dạ. Thèm sữa đậu nành ghê. Không được, hôm bữa mình còn làm khó nó, không cho nó bán ở đây. Bây giờ mình ra mua, nó coi mình ra gì. Chú, con mời chú. À, hôm nay con khai trương, còn ly cuối cùng. Con đem qua đây mời chú, để cảm ơn cô chú đã cho con bán ở đây. Đi cuối cùng chắc cặn không? À, chú, con lọc rây kỹ lắm, không có cặn đâu. Với lại sữa đậu nành á, mình càng uống thì những ly cuối nó mới càng ngon hả chú? Ơi, chú không uống đâu. Thôi, chú không uống thì con để đây nha. Khi nào mà chú muốn uống á, thì chú lấy nha. Con xin phép. Ủa? Bà nấu cơm xong chưa? Mẹ đó nó bán hết rồi hả? Ờ nó bán hết rồi. Ôi nấu cơm nấu nước gì tôi có xuống bếp mà tôi có được nấu đâu. Thằng Dương á bữa nay biết ông ứng bà hành gì á. À, nó nói mẹ lên đi chút nữa có cơm ăn. Đó ổng đòi làm đầu bếp đó. Trời đất ơi trời. Nói hết sức là ngạc nhiên. Luộc mì còn không xong rồi nấu cơm. Chắc nấu cơm ở nồi cơm 3 tầng quá. Cô chú ơi, con xin phép nói cái này, nếu mà có gì không phải cô chú bỏ qua cho con nha. Cái gì con? Theo con thấy á, là ở độ tuổi của Dương đang là tập tành theo đuổi ước mơ á, không ấy cô chú cứ thoải mái tâm lý đi cho em nó thể hiện. Ôi trải nghiệm gì tầm này con ơi, hồi cô bằng tuổi nó là cô biết là cô có gian buôn bán, cô mở tờ tiệm tạp hóa, tới bây giờ là mấy chục năm cô vẫn bán tạp hóa đó. Ừ, cũng như chú nè, khi mà bước vào đường yêu á
chú biết là chú sẽ có vợ người bán tạp hóa cho nên chọn bà ở tới giờ nè. Ông sợ đâm bang quá à. Trời ơi, đang nói chuyện này sợ chuyện kia, ông thiệt tình luôn. Công nhận ở độ tuổi này mà cô chú vẫn còn ngọt ngào như vậy, con đứng chắc hồi con tiểu đường theo luôn á. Không mấy con về con dọn hàng nha, xin phép cô chú. Ừ, nhỏ cũng dễ thương ha. Trời ơi, con đi sữa đậu nành hả? Dạ, chắc nó lịch sự nó qua nó mời ông mà ông chê thôi, để tôi uống. Ngon nha. Ở nhà ơi, ăn cơm. Rồi, xuống liền. Đâu đi xuống, xuống đưa, đưa tôi cầm cho. Thôi thôi thôi, cầm chi, để tôi uống. Ta-da, giới thiệu với mọi người, đây là những món ăn do chính tay tôi, bếp trưởng của nhà hàng 5 sao Đại Dương làm. Như mọi người đang thấy trước mắt là món thần điêu thưởng mật. Tiếp theo đó chính là món bảo ngọc dược thảo nguyên. Còn đây là món mái ấm gia đình. Và cuối cùng đó chính là món sắc màu cuộc sống. Trời đất ơi, là cái gì vậy? Mình giới thiệu không có hiểu gì hết trơn. Ủa cái tên người ta hay như vậy, suy nghĩ như vậy mà. Nãy nói này là cái gì? Dạ, món đó tên là bảo ngọc dược thảo nguyên. Ông nội, rau muống nữa rau muống. Trời ơi. Nó muốn cho văn vẽ gì đó mà. Thì chứ bây giờ tên người ta đẹp như vậy, bảo ngọc dược thảo nguyên. Món này. Còn đây là món thần điêu thưởng mật, đó chính là món cánh gà chiên nước mắm. Trời ơi, cái này thần điêu lòi mật thì có á. Đen thùi lùi khét nhạt. Thì tại nãy đang lúc suy nghĩ tên nó cái quên chợ. Còn cái này. Đây, đây là món mái ấm gia đình. Là gì? Là trứng thịt hột vịt, à, lộn, trứng chiên thịt. Trời ơi. Gia đình nào cũng ăn hết á. Rồi còn canh, canh cải bình thường cái bản gì? Đó, canh cải ngọt, đó chính là món sắc màu cuộc sống, một màu xanh xanh đó. Thiệt sự luôn là con thấy cái món này là được nhất luôn á. Trời ơi, ông dám ăn hả? Tôi thương gái tôi kêu gái tôi ăn trước nè, thử đi con. À, đúng rồi, ăn mạnh lên, ngon đó. Trời ơi, sao ba không múc cho con cái canh này, con dễ nuốt hơn. Không, món này tâm huyết nè, món này nó mới kỳ công nè, cái đó này nó mới xịn, ăn đi. Ăn thử thôi. Tuyệt vời đúng không? Quất một cái, cắn thật mạnh vào, cắn vô. Đó, phải, phải. Chặn những miếng, chặn những miếng. Ý, 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 ăn đi, sao vậy? Ngon quá đúng không? Khét đắng nhét à. Sao ăn nổi? Ủa kỳ vậy? Đâu, chị làm quá, nãy em thấy ăn cũng đâu tới nỗi tệ đâu. Thôi, chị không có công tâm vậy. Ba mẹ ăn đi. Ba mẹ mới là người công tâm. Ăn đi, con gấp cho, con gấp cho. Đây, con gấp cho, đây, con gấp cho mẹ. Con gấp ba cho anh miếng nè. Trời ơi, con rửa từng cọng mà. Trời ơi, tiếng trọng hết rồi. Mời ba mẹ, đây, mời ba mẹ. Cái này còn hy vọng. Ủa mẹ, sao giờ mẹ, sao mẹ? Quá hả ba? Hay lạc? Nó không mặn, mà nó không lạc, nó không chua, nó không chát. Nó kỳ kỳ. Ủa sao cái nhà này kỳ quá à? Con nếm con đâu thấy nó tới nỗi mà tệ dữ vậy đâu. Ôi, tao nói nghe cũng may là bữa nay không có thằng Phi với thằng Hoàng về ăn cơm. Nếu mà có là con chết với mẹ bữa nay rồi đó. Dương, chị nói thiệt nha, chị biết là em cố gắng nhiều lắm. Nhưng mà em nấu vậy là chết luôn á. Thôi, từ bỏ ước mơ đi, kiếm cái ước mơ khác đi em. Còn mấy cái đống này đổ giùm chị đi, để tí hồi chó qua ăn nặng vô nó trúng tội nghiệp nó. Mắc mới gì đổ? Đổ hả? Trời ơi, con mẹ đi chợ mua đây là cũng tiền không mà giờ bỏ phí. Mày phung phí quá đi Dương ơi. Thôi gia đình này sao á, con thấy đâu có tới nỗi tệ dữ vậy đâu, ngon mà. Nếu mà ngon thì thôi, ngồi đây, ngồi xuống. Con ăn hết cho mẹ. Đấy, nếu ngon, em phải thử ăn. Con thấy này ngon, nãy con nấu cũng ngon. Nó là cũng ngon luôn à. Ừ, phải ăn hết mỗi món một miếng vô vậy đó. Ngon còn ngon. Rồi, gắp cái thần điêu của em vô. Đó. Nè, bỏ ước mơ làm đầu bếp đi ngang. Ba cấm con vào bếp đó. Sao mà nó dở chữ gì? Mì gói nữa hả mẹ? Chứ sao? Thôi em con có sao không con?
Trời đất ơi, sao em quậy quá vậy? Chị giao cái xe đồ nặng cho em có một chút mà. Em đổ đâu hết rồi, trời ơi. Vốn liếng của chị á. Chắc em vô dụng rồi. Học cũng không giỏi. Thấy làm gì cũng xong hết trơn. Mỗi người sẽ có những cái sở trường khác nhau. Và thậm chí là họ sẽ có những tài năng khác nhau. Rồi chị kiếm được nó chưa? Chị đã đi đến được cái điểm cuối cùng chưa? Hay là điểm cuối cùng của chị là bán sữa đầu nặng vậy? Cái giọng hát của con đó, trời ơi, nó êm dịu gì đâu á. Như là tiếng chim hót ríu rít, tiếng suối chảy róc rách, tiếng gió thổi vu vu. Con ơi con, mà làm ca sĩ nha là hết sảy con bà bảy chứ không phải con bà năm đâu à nha. Cảm giác của khán giả thích nhất là nhìn ca sĩ của mình đó đứng trên sân khấu ha, xong rồi tỏa ra một ánh hào quang, rồi phía dưới á là hàng ngàn khán giả đứng cổ vũ mình. Tôi sẽ trở thành một ca sĩ.